đẹp như tường ấy. Không có diễn đâu nha, không hề diễn đâu, lo sợ đó. Chơi đùa với anh khỏi đi em. Vô vô. Bài hát này là chị có một cái nhịp rất là đúng, rất là tốt. Không, giọng bạn này hát hay. Tôi không biết bà làm mát xa hay mát gần hay gì chưa. Tôi khẳng định bà hát dở. Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi mình có thể quên em. Vì em không muốn trở thành một người. Vì em không muốn trở thành một người. Chấn an bản thân em đúng không, chứ không phải là chấn an bạn ấy. Không được, không không được, không không được, không. Bản lĩnh lắm, bản lĩnh.
Wow, thần thái vẫn đỉnh. Đó. Hai con bé hát y như là Whitney Houston với Mariah Carey hát When You Believe vậy đó. Đúng vậy. Nếu như bây giờ mình tắt cái đường tiếng đi thì mình nhìn hình thôi mình vẫn cứ tưởng rằng đây là một màn song ca tuyệt vời. Tưởng tượng nghe, thí dụ nè, như nó ví dụ cái MV hồi nãy mà chúng ta ngắt tiếng đi thì cái tâm trạng của Hoài giống như kiểu là khi mỗi lần bé này cất hát lên kiểu mà hay quá, như hay quá đó. Chị ơi, tại sao chị có thể hát hay như vậy? Ô. Em tên gì ạ? Dạ em tên Lê Hương ạ. Tên cũng đẹp luôn. Lê Hương. Công việc của em là gì Hương? Dạ em làm spa. Đúng thật là công việc đó của em đó hả? Dạ vâng ạ. Vậy sao trong cái clip đó em làm thờ ơ quá vậy? Để anh chị nghĩ rằng em giả. Em không chuyên môn lắm về làm body. Đấy, người ta là làm facial. Facial. Mà em vẫn phải chia sẻ cảm xúc của em. Sao em chết lặng thế? Luôn luôn có niềm tin cho cuộc sống. Em luôn tin là sau ngày hôm nay em sẽ sống tốt hơn. Lần đầu tiên được gặp chị và chúng mình có một màn song ca đầy cảm xúc và có những cái sự luyến láy và bè thanh âm thanh quản cho nhau rất tốt. Thanh âm thanh quản giờ hơi. Không sao, bình thường là mọi người sẽ ngã ngửa ra hoặc là thể hiện ra đó, nhưng em tôn trọng giọng hát của chị. Dù như là trong nữa chị đam mê ca nhạc. Dạ mình rất thích Hòa Minzy nữa ạ. Như chưa từng có cuộc chia ly hai chị em gặp nhau. Lê Hương đúng không ạ? Và Thị Hòa. Xin chào tất cả mọi người. Lê Hương và Thị Hòa, màn song ca thật đỉnh vừa rồi đã khép lại chương trình Giọng Ai Đêm Nay.